Chào cả nhà, rất vui khi gặp lại mọi người ở một tập mới của Hà Viết Vlog. Mình tên là Hà và hiện tại mình đang làm Senior Data Analyst ở một công ty công nghệ có trụ sở Vancouver, Canada. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ không nói chuyện đôi đôi một mình mà mình sẽ mời đến một vị khách mời rất là đặc biệt, đó là chị Vi của V Life Journal. Chị Vi ơi, chị có thể giới thiệu thêm về bản thân một chút được không? Cảm ơn Hà. Hi everyone, xin chào mọi người. Mình là một actuary và hiện giờ đang làm giám đốc về quản trị rủi ro ở một công ty bảo hiểm ở bên Canada. Mình có hai bằng cử nhân và một thạc sĩ và gần đây bắt đầu lên sóng để chia sẻ kinh nghiệm về việc học hành, làm việc và sinh sống ở bên này. Mình rất vui và hân hạnh được đồng hành với Hà làm video ngày hôm nay. Cảm ơn chị Vi nhiều. Một điểm rất là thú vị giữa hai chị em mình đó là bọn mình đều là cựu học sinh của trường chuyên Trần Đại Nghĩa ở thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi tội là tốt nghiệp khác năm thôi. Nhưng mà ngoài điểm chung này thì chị Vi và mình còn sử dụng statistics ở trong công việc hàng ngày nữa. Tuy nhiên là mỗi người lại áp dụng vào một ngành khác nhau. Như chị Vi chia sẻ thì chị làm bên actuary, còn mình làm về bên data science. Nhưng mà điểm khác biệt giữa hai ngành này là gì ta? Cái giá trị công việc, mức lương rồi định nghĩa ngành như thế nào? Thì mình để link ở dưới phần thông tin cho video lần trước mà hai chị em mình kết hợp ha. Còn hôm nay đối với video này thì bọn mình sẽ chia sẻ những gì bạn phải chuẩn bị trên con đường đến với hai nghề nghiệp này. Để bắt đầu chuẩn bị cho hai nghề nghiệp này thì chắc hẳn mọi người đang thắc mắc về vấn đề giáo dục bằng cấp, học ở đâu và thế nào. Bây giờ thì mình sẽ mời chị Vi chia sẻ trước về phần actuary ha. Ngành actuary là một ngành chuyên nghiệp. Đó có nghĩa là để trở thành một actuary thì các bạn phải được công nhận bởi một hiệp hội về ngành này. Bên đây thì nổi tiếng nhất là Society of Actuaries và Casualty Actuarial Society. Bạn tổng cộng phải đậu khoảng 10 đến 12 cái chứng chỉ. Bạn có thể bắt đầu thi từ lúc còn đang học đại học hay cao đẳng. Để giúp cho các việc thi cử thì bạn có thể học các môn về toán học, đặc biệt là toán xác suất hoặc về học về quản trị kinh doanh, tài chính hay là thông tin. Các bạn cũng có thể học chuyên ngành về Actuarial Science thì một số hiệp hội actuary sẽ cho credit nếu bạn có điểm cao nếu học các môn chuyên ngành trong trường, nhưng điều này thì cũng không phải là cần thiết. Ở một số nước, bạn cần là thành viên của hiệp hội actuary của nước đó nữa. Mình là Fellow of Society of Actuaries và Fellow Canadian Institute of Actuaries. Trung bình, một người mất khoảng từ 6 đến 10 năm để thi hết các chứng chỉ và có ít nhất từ 3 đến 5 năm kinh nghiệm để trở thành một fully qualified actuary. Còn với data science thì sao nhỉ hả? Data science nó là sự kết hợp giữa khoa học máy tính, xác suất thống kê và kiến thức ngành. Theo mình thấy thì để hành nghề thì bạn không cần nhất thiết phải có chứng chỉ chính thức gì. Các công ty cũng chuộng những người có kinh nghiệm thực tế nhiều hơn. Nên là tùy vào sở thích rồi hoàn cảnh và cách học của mỗi người thì mình thấy là có rất là nhiều cách để học data science. Ví dụ như các bạn tìm thêm thông tin trên mạng này, tài liệu trên mạng, hoặc là các bạn học những khóa ngắn hạn bootcamp, hay là những chứng chỉ rồi bằng cấp như bằng đại học rồi bằng thạc sĩ đến cả bằng tiến sĩ nữa. Thì tùy vào con đường bạn chọn mà có thể là nó sẽ tốn từ vài tuần đến vài năm. Nghe đến đây thì chắc hẳn bạn đã nhận ra là con đường của data science từ lúc học nghề cho đến lúc hành nghề chính thức thì nó sẽ tốn ít thời gian hơn rất là nhiều so với actuary. Okay. Bây giờ mình biết về phần chứng chỉ bằng cấp cần phải có cho mỗi ngành nghề rồi, thì chắc hẳn bây giờ bạn đang thắc mắc là những kỹ năng gì cần có ở trong mỗi ngành để có thể trau dồi thêm. Bây giờ mình sẽ mời chị Vi để chị nói thêm về bên actuary ha. Để là một nhà actuary, bạn ít nhất là nên yêu thích toán học và không ngại trau dồi kiến thức hàng năm.
ngoài kiến thức chuyên ngành bạn học được khi thi mấy chứng chỉ, bạn cần phải phát triển kỹ năng mềm nữa. Theo Society of Actuaries thì 8 điều bạn nên phát triển để trở thành một nhà actuary toàn diện bao gồm kiến thức chuyên ngành, kỹ năng kỹ thuật, phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, khả năng xây dựng mối quan hệ, khả năng xây dựng chiến lược, khả năng lãnh đạo. Và cuối cùng cũng rất quan trọng là bạn phải có đạo đức nghề nghiệp, vì nghề này là một nghề nghiệp chuyên nghiệp và có khả năng ảnh hưởng đến vấn đề tài chính của cả xã hội. Đối với các bạn trẻ thì các bạn cũng nên học về lập trình, sử dụng Excel là một điều bắt buộc. Và trong mấy năm gần đây thì một số chứng chỉ và việc làm cũng yêu cầu các bạn phải biết R hoặc là Python. Còn đối với Data Science thì ngoài 8 điểm giống như Actuary mà mình rất là đồng ý luôn, thì ngoài ra bạn sẽ phải học thêm về toán thống kê, rồi các ngôn ngữ lập trình như SQL, R hay Python. Điều này là do cái khối lượng dữ liệu càng ngày càng nhiều và nó ở nhiều dạng khác nhau, cho nên mình cần những ngôn ngữ như thế để có thể tương tác được với dữ liệu. Rồi ngoài ra còn có kỹ năng giao tiếp, ví dụ như giải thích data này, kể chuyện sử dụng data, đưa data insight thành kiến thức để có thể áp dụng vào đưa ra những quyết định hoặc là chiến lược cho tổ chức đấy. Ngoài những cái điểm này thì mình còn khuyến khích các bạn đọc thêm kiến thức của cái ngành mà áp dụng data science vào trong đấy. Cái này là do bởi vì data science có thể áp dụng vào bất cứ ngành nào luôn, miễn sao là cái công ty tổ chức ấy có dữ liệu. Cho nên hãy đọc thêm về những cái ngành đó để các bạn có thể nhạy bén hơn khi phân tích dữ liệu. Thì ngoài những cái điểm này ra thì nếu như mà bạn muốn đi theo cái hướng xây dựng sản phẩm hoặc là cái hướng xây dựng hệ thống lưu trữ data thì bạn còn phải học thêm những kiến thức về software engineering nữa. Bây giờ mình biết là những kỹ năng gì cần có cho mỗi công việc rồi. Vậy thì tìm việc ở đâu ta? Ở chỗ nào có thể thuê data scientist hay là actuary ta? Bây giờ mình sẽ nghe chị Vi nói thêm về bên actuary ha. Ngành actuary thì hiện giờ chủ yếu vẫn hay làm nhất cho các công ty liên quan tới tài chính và rủi ro. Theo Canadian Institute of Actuaries thì khoảng 46% actuary ở Canada làm cho công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm, 31% thì làm cho các công ty tư vấn consulting, 4% làm cho chính phủ và phần còn lại làm cho các lĩnh vực khác như trường đại học, ngân hàng, các quỹ đầu tư hay là các công ty công nghệ. Hà ơi, còn với data science thì sao? Như mình chia sẻ lúc nãy thì bất cứ ngành nào họ cũng có thể thuê data scientist. Nhưng mà bởi vì data science là một cái ngành nó cũng khá là mới, cũng chỉ được biết đến nhiều hơn vào độ 10 năm trở lại đây, cho nên không phải công ty nào họ cũng có tầm nhìn rõ ràng về nhu cầu sử dụng data science ở công ty. Bởi vậy mình xin chia sẻ một số lưu ý sau khi các bạn tìm hiểu một công ty ha. Thứ nhất đó là bây giờ bạn thích công việc của data science rồi, nhưng mà cái ngành ứng dụng của data science đó bạn có thích hay không? Điểm thứ hai, bây giờ bạn biết cái ngành ứng dụng mà bạn muốn đi vào rồi, vậy thì hãy hỏi xem, hãy quan sát xem cái công ty mà bạn ứng tuyển vào họ đã có hệ thống lưu trữ data đáng tin cậy hay chưa. Bởi vì nếu như mà chưa thì khả năng cao bạn sẽ là cái người thiết kế và xây dựng cái hệ thống lưu trữ dữ liệu ấy nếu như bạn là người data scientist đầu tiên. Điểm thứ ba là cái team data scientist mà bạn nộp vào á, thì họ có bao nhiêu người và mỗi người trong đó chịu trách nhiệm những mảng nào của data cycle. Thì cái cycle ý mình ở đây là từ cái việc lưu trữ rồi làm sạch data cho đến cái việc là xây dựng KPI cho công ty, rồi xây dựng những cái dashboard để track những cái KPI như thế, đến những cái phân tích chuyên sâu hơn, sử dụng nhiều statistics và machine learning hơn. Và bản thân bạn nghĩ coi là bạn thích cái phần nào trong cái cycle đấy, hay là bạn cũng không quan tâm, làm cái gì cũng được. Rồi cái điểm cuối cùng mà mình thấy cũng rất là quan trọng luôn, đó là
mối quan hệ giữa team data scientist với những team còn lại trong công ty là như thế nào. Bởi vì giả sử như công ty đấy chưa có hình thành một văn hóa tin tưởng data, sử dụng nhiều data trong cái khâu đưa ra quyết định và xây dựng chiến lược của công ty chẳng hạn, thì ngoài cái công việc chuyên môn ra thì công việc của bạn còn là cái việc là làm sao để tìm tiếng nói cho team của mình trong công ty, rồi làm sao để tạo dựng cái sự tin tưởng đó giữa team data scientist với những team còn lại để họ sử dụng nhiều sản phẩm của data hơn. Ok, bây giờ bọn mình biết thêm về nơi làm việc rồi. Vậy thì cái việc phát triển và thăng tiến trong công việc của mỗi ngành nghề ra sao? Bây giờ mình sẽ mời chị Vi nói trước về Actuary ha. Đối với các bạn bắt đầu theo học ngành này, có thể học ở đại học về Actuary Science hoặc là thi mấy kỳ thi đầu tiên, nhưng chưa bao giờ thi hết để được là Associate hoặc Fellow, thì các bạn vẫn có thể làm những việc chuyên môn liên quan tới công việc Actuarial và thường gọi là Actuarial Specialist. Nếu mà bạn được Associate rồi nhưng mà không muốn đi tiếp để lên Fellow thì chức vụ của bạn thường là Actuarial Associate và có thể sẽ quản lý các Actuarial Specialist. Còn nếu bạn là Fellow rồi thì coi như bạn là một Qualified Actuary, bạn có thể làm chuyên môn trong những đội của công ty dành chủ yếu là Actuary. Nếu bạn phát triển thêm kỹ năng mềm và có khả năng quản lý nhân sự và xây dựng chiến lược thì bạn sẽ có thể từ từ được lên chức. Ở công ty mình thì thường sau khi thành Fellow thì bạn sẽ là Associate Manager, rồi sau đó là đội ngũ cấp quản lý khi bạn được thăng tiến thành Manager. Hơn sau đó nữa thì còn có nhiều vị trí khác như là Director, AVP, VP và SVP. Và phát triển xa nhất khi trở thành một thành phần trong bộ C, đặc biệt là Chief Risk Officer, CFO và cả CEO nữa. Đối với Data Science thì mình sẽ tạm chia nó thành hai nhánh nha. Nhánh đầu tiên là IC, Individual Contributor. Nhánh thứ hai là Management. Đối với nhánh IC thì cái nhóm này sẽ không phải quản lý con người này, cũng không phải xây dựng chiến lược phát triển cho công ty. Đối với Data Analyst hay Data Scientist thì IC có những level sau: Junior, Intermediate và Senior. Nhưng mà lên đến Senior rồi thì bây giờ sao ta? Ở một số công ty lớn theo mình thấy thì có nhiều cấp bậc Senior khác nhau để bạn có thể leo thang dần dần. Nhưng mà nếu mà leo hết nấc rồi nhưng vẫn chưa muốn làm Manager thì bạn có thể tìm hiểu thêm các thử thách phát triển khác trong Data Science cho bản thân, những cái vị trí với kỹ năng khác với lại vị trí hiện tại của bạn. Rồi đấy, bây giờ chán làm IC rồi thì bạn mong muốn lên làm Manager, thì cái vị trí, những cái vị trí Management này thì nó phải quản lý con người nhiều hơn, phải đưa ra chiến lược chẳng hạn. Cái mức manager đầu tiên đó là team lead. Họ sẽ là người nói chuyện trực tiếp với team, quản lý team và lên chiến lược kế hoạch cho những công việc hàng ngày để làm sao những công việc đó được hoàn tất một cách hiệu quả nhất. Rồi sau đó có các chức vụ lớn hơn như Director, Vice President. Thì những vị trí này vẫn có một chút quản lý con người nhưng không quá nhiều, mà chủ yếu họ sẽ chuyên sâu vào cái phần đưa ra chiến lược phát triển cái phần data ở trong công ty đó. Sau đó tùy khả năng thì bạn có thể leo lên những cái vị trí cao hơn nữa, ví dụ như CTO và CEO chẳng hạn. Vậy là sau cả hai video mà chị em mình kết hợp thì bọn mình đã chia sẻ rất là nhiều về những cái điểm tương đồng và khác biệt giữa Actuary và Data Science. Ngoài ra thì còn chia sẻ thêm những cái gì mà các bạn cần phải chuẩn bị trên con đường đến với hai ngành nghề này. Không biết là chị Vi trước khi kết thúc video có lời cuối nào dành cho các bạn không? Nếu các bạn có hứng thú về nghề Actuary thì có thể tìm hiểu thêm trên trang web Be an Actuary và theo dõi kênh của mình ở VLife Journal. Mình sẽ có ít nhất một video hàng tháng để chia sẻ tâm sự và kiến thức về nghề này nhé. Nghề Actuary được thường xuyên xem là một trong những nghề tốt nhất ở bên trong Mỹ vì an ninh công việc cao nè. Một khi bạn đã làm một Actuary thì bạn rất ít khi bị thất nghiệp hay là sa thải.
tình hình phát triển thì tốt, lương bổng cũng xem khá và là một công việc văn phòng nhẹ nhàng. Nhưng cũng vì vậy mà hành trình để trở thành một actuary đủ tiêu chuẩn cũng không phải là dễ dàng, vì bạn cần có ý chí tiến thủ, quyết tâm vừa học vừa làm cao vào lúc ban đầu và sau đó là luôn cần trau dồi kiến thức bản năng. Các bạn cũng không nên chỉ lo học thi chứng chỉ mà nên luyện thêm kỹ năng mềm, vì điều này có thể giúp bạn thành một nhà actuary giỏi toàn diện để có thể làm quản lý và lãnh đạo trong công ty sau này. Cảm ơn chị Vi rất là nhiều. Em rất là đồng tình với chị, bởi vì cho dù actuary, data science hay bất cứ ngành nghề nào đi chăng nữa thì lúc nào bọn mình cũng cần phải trau dồi thêm kiến thức, cả kiến thức phần cứng này, những cái xu hướng của ngành, có chí tiến thủ và rèn luyện thêm cả kỹ năng mềm nữa. Vậy là chia sẻ của bọn mình đến đây là hết rồi. Mong là mọi người cảm thấy những chia sẻ này hữu ích và hỗ trợ mọi người trên con đường chọn ra nghề nghiệp mong muốn ha. Em cũng muốn cảm ơn chị Vi rất là nhiều, bởi vì bọn mình đã có cơ hội hợp tác mang những thông tin này đến gần các bạn hơn. Các bạn đừng quên like video và subscribe channel Habit Blog và channel V Life Journal ha. Hẹn gặp mọi người vào video lần sau.